Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách Từ Việt Bắc đến Hà Nội, tập thứ 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập Nước non vạn dặm của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã được hoàn tất và ra mắt bạn đọc. Tập 3 của cuốn sách Các họa hình tượng Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh từ đầu năm 1941 đến ngày cách mạng tháng 8 thành công. Ở tập này, người đọc biết thêm về những hoạt động phong phú, tầm nhìn chiến lược, sắc sảo của lãnh tụ Hồ Chí Minh khi người hoạt động ở Cao Bằng, Bắc Cạn, đơn Quang, Thái Nguyên, từ những chuyến qua lại biên giới Việt Trung như con thoi của người để móc nối, liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc hay việc người bị chính quyền tưởng dưới thạch bắt và giam giữ hơn một năm đầy ải qua hàng chục nhà lao lớn nhỏ. Cho đến câu chuyện người trở về nước tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta đi đến thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 cũng giống như ở hai tập đầu của bộ tiểu thuyết Nước Non Vạn Dặm, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ vẫn nhất quán với lối tự sự biên niên sử, chủ động tạo cho mạch truyện trôi theo trật tự thời gian. Ở phần cuối tập 3, nhà văn đã khắc họa thật xúc động hào hùng không khí đất nước ta trước ngày tổng khởi nghĩa. Kết thúc của cái tập 3 này là người cùng với những người yêu nước, những người đồng chí của mình trong cái bộ máy lãnh đạo của Đảng. Thế về Hà Nội và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tranh chính quyền ở Hà Nội vào ngày 19 tháng 8. Cái sự nghiệp cách mạng của Bạc thì rất nhiều người hiểu. Nhưng mà cũng có những cái, những cái, chi tiết, có những cái giai đoạn ấy, cũng không phải ai cũng biết được. Những cái truyền đấy là chuyện có thể nói là trong cuộc đời là có thật. Nhưng mà khi viết ra thì đương nhiên là kỳ cái, 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 sự hư cấu của tác giả. Nhưng mà cái hư cấu này thì không phải là bịa, mà hư cấu này trên cơ sở cái logic của đời sống. Theo các nhà phê bình văn học, nếu tập 4 và tập 5 của nước non vạn dặm được hoàn thành đúng như dự kiến của tác giả, trong đó tập 4 sẽ ra mắt trước vào ngày 2 tháng 9 và tập 5 ra mắt trước ngày 19 tháng 5 năm 2025 thì đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên của văn học đương đại Việt Nam phản ánh đầy đủ, sâu sắc và sinh động về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là hình tượng Hồ Chí Minh, con người Hồ Chí Minh, con đường cách mạng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh.